Oanh xin kính chào quý khán giả của Đài Nét Việt TV. Mời quý vị cùng theo dõi chương trình Hàm Răng Khỏe, Nụ Cười Đẹp cùng với nhà sĩ Houston Hiếu Nguyễn từ phòng mạch Majestic Dental Studio. Chương trình này nhằm giúp quý vị có những cách để mà phòng chống cũng như là làm cho ngăn ngừa những căn bệnh liên quan về răng của quý vị. Và bây giờ thì Ngọc Oanh xin phép được gửi lời chào thân mến đến nhà sĩ Houston Hiếu Nguyễn. Xin chào chị Ngọc Oanh và xin chào tất cả quý vị đang theo dõi chương trình Hàm Răng Khỏe, Nụ Cười Đẹp. Thì ngày hôm nay thì Hiếu muốn đi trở lại một số câu hỏi thắc mắc của một số quý vị. Trong Hiếu không biết tại sao nhưng mà trong cái khoảng thời gian dịp cuối năm và đầu năm nay thì văn phòng nhận rất là nhiều cú điện thoại của rất là nhiều quý vị gọi đến hỏi là văn phòng có nhận Medi-Cal hay là không, tức là những cái bảo hiểm của chính phủ hoặc là của tiểu bang. Thì Hiếu cũng và có một số quý vị nói rằng là bác sĩ Hiếu nói rằng là có nhận Medi-Cal. Vậy thưa quý vị, thì hôm nay thì Hiếu cũng muốn lên để thứ nhất đó là Hiếu muốn khẳng định là cho quý vị biết là văn phòng nha khoa Majestic Dental Studio không có nhận Medi-Cal hoặc là cái chương trình bảo hiểm dental của Obamacare hoặc là của Liberty Dental Care, tức là cho những người săn sóc người già đó quý vị. Có rất là nhiều người cũng thắc mắc là tại sao văn phòng không có nhận những cái bảo hiểm đó. Dạ thưa quý vị, bởi vậy đây là những cái điều mà Hiếu cũng muốn quý vị biết rằng là khi mà một cái văn phòng nha khoa mà khi mà mở ra thì chắc chắn là quý vị cũng biết có rất là nhiều tốn kém và có những cái điều khác nữa để mà cho biết rằng là cho thấy là văn phòng không thể có nhận được hay là không nhận được Medi-Cal. Là bởi vì có một thời gian thì giống như quý vị, nếu mà quý vị vẫn còn nhớ thì những cái show đầu tiên trong cái chương trình thì Hiếu cũng có cho quý vị biết rằng là Hiếu đang trong một cái quá trình để mà apply xin phép để mà có thể nhận Medi-Cal. Và Hiếu có nói rằng là một khi mà nếu mà Hiếu đã nhận được hoặc là Hiếu văn phòng có nhận hay là có nhận làm Medi-Cal là không thì Hiếu sẽ cho quý vị biết. Và Hiếu cũng biết là có qua vài tháng sau thì Hiếu cũng đã có cho quý vị biết là văn phòng không có nhận Medi-Cal, có nghĩa là Hiếu đã hủy bỏ cái quá trình tiến hành để mà nhận Medi-Cal rồi. Là bởi vì sau khi ngồi xuống suy tính ra đó quý vị, thì cái cách làm việc của văn phòng có nghĩa rằng là khi mà văn phòng gặp quý vị thì quý vị cũng biết là mỗi lần gặp quý vị là chỉ có một người nha sĩ và một người bệnh nhân. Có nghĩa là trong một tiếng đồng hồ đó làm thì chỉ có một người nha sĩ và một người bệnh nhân. Thì quý vị thấy đó là trong một ngày có 8 tiếng, thành ra nhiều nhất mà có thể gặp quý vị thì chỉ có gặp được 8 người bệnh nhân thôi. Mà nếu mà bây giờ mà Hiếu nhận Medi-Cal hoặc là những cái chương trình bảo hiểm khác mà khi mà nó trả quá thấp đó quý vị, thì văn phòng lại không có thể survive được. Có nghĩa là văn phòng không có thể tiếp tục được. Và nếu mà văn phòng muốn nhận Medi-Cal thì văn phòng phải thay đổi cái cách làm việc. Có nghĩa rằng là trong một tiếng á là một người nha sĩ phải gặp 2-3 người bệnh nhân. Mà Hiếu nghĩ là cái đó là cái cách làm việc mà Hiếu không muốn làm. Và Hiếu nghĩ rằng là cái đó nó lại ảnh hưởng tới cái chất lượng làm việc của cái người nha sĩ. Là Hiếu thấy rằng là trong một tiếng đồng hồ không thể nào một người nha sĩ có thể gặp 2-3 người bệnh nhân được. Rất có thể là quý vị nói là những văn phòng khác làm được mà sao văn phòng mà Majestic không làm được. Vậy thưa quý vị, những văn phòng khác thì Hiếu không thể nào Hiếu lên tiếng được hoặc là nói được. Nhưng mà Hiếu thấy rằng là nếu mà một cái bảo hiểm mà đã trả quá thấp như vậy thì chắc chắn rằng là Hiếu phải gặp 2-3 người trong một lúc thì nó mới đủ cái ta gọi là cái xã hội đó quý vị, để mà có thể mình trả được cái những cái chi phí cho trong cái khoảng thời gian đó. Mà làm như vậy thì chắc chắn là không thể nào mà mình có thể mình chấp nhận được hết. Thành ra cái điều này thì Hiếu phải giải thích cho quý vị biết để mà quý vị có thể hiểu được rằng là không phải là văn phòng không muốn làm, nhưng mà là bởi vì cái phần mà cái phần đó nó không có cho phép để mà tiếp tục để mà cho quý vị trị liệu cho quý vị với một cái chất lượng mà giống như là Hiếu muốn. Dạ vâng, Ngọc Oanh thấy rằng là có rất là nhiều phòng mạch tại vùng Bay Area mình cũng nhận Medi-Cal. Nhưng mà trở lại cái phần mà giải thích của nha sĩ thì Ngọc Oanh thấy là rất là đúng thưa quý vị. Với cái cách phục vụ của những cái người mà có những cái chương trình bảo hiểm Medi-Cal đó, thì cái cách phục vụ nó không có được cao cho lắm. Thì Ngọc Oanh không biết vì lý do gì, thì nhân tiện ngày hôm nay thì nha sĩ đã giải thích và Ngọc Oanh hiểu rồi. Vậy thì
cái phần giải thích là rất là rõ ràng, vâng thưa quý vị. Vậy thì nếu mà quý vị sau khi nghe chương trình của chúng tôi, nếu quý vị nào có những cái chương trình bảo hiểm như nha sĩ nói Medicare thì sorry quý vị là phòng mạch Majestic Dental Studio không có nhận. Vậy thì theo nha sĩ, với những người thôi chẳng hạn như là họ có Medicare nhưng mà như nha sĩ nói Medicare nó chỉ cover những cái gì đó rất là limited, rất là chứ nó không phải không phải là cái gì nó cũng cover. Thì có nhiều người có hỏi Ngọc Anh, bây giờ tôi có Medicare nhưng mà tôi rất là thích nha sĩ Hiếu, thì tôi đến với phòng mạch nha sĩ như vậy thì cái vấn đề mà tiền trả đó bằng tiền cash thì có gì đặc biệt hay không? Tại vì tôi đã không có khả năng rồi mà bây giờ tôi muốn răng tôi khỏe đẹp mà phải trả tiền thì tôi sợ cái chi phí nó quá cao, tôi sợ tôi không afford nổi. À, dạ thưa chị Ngọc Oanh, và cũng kính thưa quý vị, Hiếu phải nói là Hiếu rất là cảm ơn là quý vị, cái sự thương mến của quý vị và cái sự tin tưởng của quý vị. Và Hiếu cũng rất là vui là khi mà Hiếu biết được rằng là những cái chương trình Hàm Răng Khỏe Nụ Cười Đẹp có thể đem đến cho quý vị những cái thông tin hữu ích để mà quý vị có thể chăm sóc được cái hàm răng của mình. Là bởi vì Hiếu nghĩ rằng là cái vấn đề kiến thức nó rất là quan trọng, nhất là trong vấn đề răng miệng, mà cái phải nói là chung là trong cộng đồng người Việt của mình thì nó tương đối là nó rất là bị hạn chế. Thành ra Hiếu rất là muốn cái chương trình này được phổ biến càng nhiều và càng tốt. Vậy cũng Hiếu cũng muốn rằng là cái chương trình được kéo dài càng lâu càng tốt để mà có thể nhắc nhở quý vị, để mà có thể cho quý vị biết rằng là cái hàm răng của mình rất là quan trọng. Nhất là cái hàm răng nó cũng có thể nó ảnh hưởng tới sức khỏe của quý vị. Thí dụ giống như Hiếu có nói, những quý vị nào mà bị bệnh tiểu đường hoặc là những quý vị nào đã bị đang bị bệnh tim mạch rồi thì quý vị nên giữ hàm răng của mình, nú của mình cho thật là tốt. Là bởi vì nếu mà quý vị cứ bị răng bị sâu hoặc là nú quý vị cứ tiếp tục bị viêm, mà bị viêm kiểu gọi là mãn tính kinh niên đó quý vị, thì nó sẽ ảnh hưởng xấu hơn về vấn đề tim mạch cho quý vị nha quý vị nha, nhất là vấn đề tiểu đường nữa. Thì đây là những cái điều mà Hiếu nghĩ rất là quan trọng. Và giống như chị Ngọc Anh cũng có nói rằng là nếu mà quý vị có Medicare nhưng mà quý vị không có thể đến trị liệu được ở văn phòng Majestic, nhưng mà quý vị rất là muốn đến, thì ở văn phòng cũng có những cái cách để mà có thể giúp quý vị đến để mà có thể làm quen với văn phòng. Và Hiếu cũng có được cái cơ hội để mà phục vụ cho quý vị, là bởi vì Hiếu thấy rằng là ít ra Hiếu có thể cho quý vị biết rằng là quý vị bị cái gì, quý vị răng quý vị nó ra sao, tình trạng răng miệng và nú của quý vị như thế nào, để mà sau đó quý vị có được một cái sự chọn lựa và một cái thông tin chính xác để mình biết là mình cần phải làm như vậy cái gì. Là bởi vì Hiếu biết rằng là ở trong khu vực San Jose của mình cũng có rất là nhiều văn phòng nhận Medicare, hoặc là những cái chương trình Obamacare, hoặc những chương trình bảo hiểm HMO, hoặc là những cái chương trình giống như là Liberty Dental Care, tức là nhận chương trình bảo hiểm cấp cho những người nào chăm sóc cho những người già đó quý vị. Thì Hiếu biết rằng là những văn phòng đó làm việc cũng rất là tốt. Thì nếu mà quý vị đến đó, có rất là nhiều quý vị muốn nhổ răng rồi sau đó làm hàm giả, và quý vị đã có một cái quý vị đã đi nơi này, quý vị đi nơi khác để quý vị làm hàm giả nhưng mà nó không có được tốt lắm, thành ra quý vị muốn đến với văn phòng nha khoa Majestic, thì cái đó điều đó Hiếu rất là sẵn sàng. Và đôi khi Hiếu cũng khuyên quý vị là nếu quý vị có một cái người nha sĩ nhận Medicare và họ chịu nhổ răng cho quý vị và họ làm việc mà quý vị có thể hài lòng, quý vị có thể đi đến những văn phòng đó, quý vị có thể nhổ răng để mà mình không có phải trả thêm cái điều gì hết. Rồi sau đó một khi mà quý vị lành và quý vị khỏe rồi, hàm răng và nú quý vị đã tốt rồi, quý vị có thể trở lại văn phòng Majestic để mà ở đó, ở văn phòng có thể làm cho quý vị một cái hàm giả không cố định. Thì như vậy thì cũng ok, không có sao hết. Và chương trình ở văn phòng nha khoa Majestic Dental Studio cũng có một cái chương trình hội viên. Thì nói là hội viên này có nghĩa là cho quý vị biết rằng là với một cái số tiền đó, quý vị có thể chụp hình được x-ray hết cái hàm răng của mình, và Hiếu sẽ khám cho quý vị tổng quát hết tình trạng răng và nú của mình ra sao, và sau đó quý vị, Hiếu sẽ ở văn phòng sẽ làm sạch răng cho quý vị chỉ ở một cái số tiền đó. Thì ở đây thì Hiếu có nói là cái chương trình nó là 6 tháng thì nó là 162 đồng, mà Hiếu nghĩ là khi mà quý vị đi vô thì quý vị biết rằng là mình chỉ tốn nhiêu đó và mình sẽ được làm những cái điều này và phục vụ, dĩ nhiên rằng là quý vị và nha sĩ thôi, chứ không phải rằng cái người nha sĩ chạy tới chạy lui 2-3 người như vậy. Thì cái lý do mà Hiếu nói rằng là chạy tới chạy lui như vậy là bởi vì Hiếu thấy cái đó nó ảnh hưởng tới cái cách trị liệu và cái chất lượng làm việc của cái người nha sĩ. Là bởi vì Hiếu nghĩ rằng là trong vòng 1 tiếng
mà trị cho một người chắc chắn là Hiếu không cần phải giải thích. Chắc chắn quý vị sẽ thấy được cái sự khác biệt trong một tiếng một người nha sĩ trị ba người, và trong một tiếng người nha sĩ trị cho một người chắc chắn là phải có cái sự khác biệt. Không thể nào mà cái người nha sĩ đó không bị ảnh hưởng được hết quý vị. Có rất là nhiều người nói rằng là trong một tiếng đồng hồ tôi có thể tôi gặp được 2-3 người bệnh nhân, đâu có sao đâu. Và thưa quý vị, cái đó cũng chỉ là một cái lời nói thôi quý vị. Nhưng mà Hiếu là người nha sĩ thì Hiếu có thể cho quý vị biết rằng là trong một tiếng đồng hồ, khi mà gặp quý vị lần đầu tiên, Hiếu phải biết rằng là sức khỏe của quý vị, tình trạng sức khỏe của quý vị ra sao, cái cách ăn uống của quý vị thế nào, có nghĩa là quý vị bị sâu răng như thế nào, và quý vị có hay uống soda không, quý vị có hút thuốc lá hay là không, quý vị tình trạng sức khỏe của quý vị ra sao. Và Hiếu phải cho quý vị, và Hiếu cũng phải giải thích cho quý vị biết, và cũng phải tăng cái kiến thức của quý vị lên về vấn đề răng miệng để mà quý vị có thể chăm sóc được hàm răng cho quý vị chứ. Chứ đâu phải rằng là Hiếu chỉ có ok quý vị có 10 cái chỗ bị sâu răng trám lại rồi quý vị đi về, quý vị không biết cách sâu không biết tại sao mình bị sâu răng, quý vị không biết tại sao là nú mình bị chảy máu, quý vị không biết những cái điều đó thì quý vị sẽ không thể nào có thể chăm sóc được hàm răng của mình hết. Quý vị đừng rời màn ảnh của Net VTV, chúng tôi sẽ trở lại sau vài giây phút giới thiệu các cơ sở thương mại.